Về tài liệu nói về ông đạo sĩ thì rất ít, tuy nhiên chúng ta có thể biết được đại khái như sau. Ông đạo sĩ tên thật là Lê Phước Thiện, ông là người gốc ở làng Trà Kiết thuộc tỉnh Long Xuyên. Khi Đức Phật Thầy Tây An mới ra đời tại cái cốc ở Sẻ Môn thì ông đã đến quy y và thọ phái rồi. Từ đó ông hằng theo chân hầu hạ Đức Phật Thầy và trong lúc Đức Phật Thầy bị điệu về An Giang thì ông vẫn đi theo để nghe ngóng tin tức. Bởi vậy, bao nhiêu chuyện xảy ra trong lúc Đức Phật Thầy Tây An ở An Giang đều nhờ ông thuật lại mà sau này người đời mới biết. Về sau, khi Đức Phật Trùm ra đời và khi ông nhận biết đó là Đức Phật Thầy chuyển kiếp thì ông một lòng quy ngưỡng. Ông được Đức Phật Trùm trao cho ông giữ một cái khăn của Ngài. Ông có lập ở Trà Kiết một cái cốc để phát phù trị bệnh. Dân trong làng đến quy y thọ phái khá đông. Và hiện nay, một phần của ông nằm cách dinh quan thẻ số 1 khoảng 100 m về phía bên trái. Nam Mô A Di Đà Phật